César, tác giả Marcel Bagnol, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Hàng hiên của quán, 8 giờ sáng, Escaterfi, César và bác sĩ uống một khẩu phần rượu vang trắng. Trên chiếc bàn chân quỳ có bánh sừng trâu và một phần cà phê đang chờ ông Brand đang đến. César trịnh trọng ông Escaterfi khi ông nói về những điều tương tự. Ông pha hết mọi kỷ lục về ngốc nghếch, có nghĩa là trong lòng ông có những giới hạn ngu ngốc và ông chạy hết tốc lực để chở họ đi xa hơn, để mở rộng lãnh địa của mình. Ông Brand đến giữa đoạn trường thoại và còn đứng. Tuyên bố này cần được làm sáng tỏ. Escaterfi mệt mỏi. César, tôi lấy làm tiếc mà nhận thấy rằng anh đã hành hình tôi mà không xét xử. Xem nào, ông Brand. César, ông Brand đồng ý với tôi. Ông Brand, có thể, nhưng tôi không biết anh nói gì. César, ông Brand, mời ông ngồi. Sáng nay, thằng bé Cesario của tôi đi, nghĩa là trong vài phút nữa, với tên tại công không ra gì trên chiếc tàu của mẹ nó, chiếc tàu mà từ chỗ này chúng ta có thể thấy. Thằng bé Cesario đã tiết lộ mục đích của chuyến đi này, thầm riêng một người bạn. Vậy thì, theo tôi, đó là một cô bạn. Escaterfi với ông Brand. Và tôi cho rằng nếu cậu thanh niên đã nói rằng cậu đi thăm một anh bạn, thì không có lý do nào để cho rằng cậu ta đi thăm một cô bạn. Tại sao không thính cậu ta? César, vì do thẹn thùng, nó đã nói dối. Tôi đã nói với anh, nhưng đó là một câu mà anh không nhớ. Tính thẹn thùng là tình cảm tế nhị và tinh vi. Một tình cảm rất tinh tế, rất đẹp. Tính thẹn thùng là hoàn toàn trái ngược với Escaterfi. Tôi chẳng hạn vì thẹn thùng mà tôi giấu các vị một bí mật, có lẽ là nguyên nhân chuyến đi của Cesario. Mạnh mẽ, bí mật đó tôi không thể nói với các vị. Ít mạnh mẽ hơn, cuối cùng tôi không thể nói cho quý vị nghe ngoài hiên được. Escaterfi, vậy chúng ta hãy vào nhà đi. César, đầy phẩm giá, tôi không thể nói hết với mọi người một lượt và qua nhanh như vậy, bởi vì một bí mật không phải là điều gì đó để mà kể ra, nhưng là một câu chuyện được kể khe khẽ và riêng từng người. Nói khẽ, rốt cuộc chỉ nên biết rằng Cesario đã biết được điều gì đó, làm nó rất xúc động, một bí mật lớn mà nó chưa từng biết. Bác sĩ, mà chúng ta biết hết, ông Brand, từ 20 năm qua. César kêu dài, từ 20 năm qua, và đương nhiên là đứa bé đó phải trải qua 8 ngày bên cạnh cô bạn gái để thoát khỏi nơi đây một chút, và có lẽ để kể cho cô ấy nghe cuộc phiêu lưu kỳ ảo này. Escaterfi, và tại sao cậu ấy không tâm sự với một anh bạn trai? César, bởi vì nói với một thiếu nữ, người yêu thì đẹp hơn. Đó là quyền hợp pháp của nó, và hơn nữa, điều đó làm tôi vui. Ông Brand, và vì ông vui nên ông đòi hỏi chuyện đó phải là thật. César, đương nhiên. Escaterfi, thật ra anh sợ rằng nó là trai tân. César, Felix, anh thật là thô lỗ nhưng anh có lý. Tôi sợ điều mà anh nói, chuyện đó làm tôi mất lòng. Bác sĩ, và không chỉ làm anh mất lòng mà cậu ta có thể có mụn. Trên bến cảng, trước cửa hàng, con tàu ở gian bến, đó là một chiếc thuyền mái tự động lộng lẫy, gần như là một chiếc du thuyền. Tàu được sơn mới và đằng sau bằng chữ vàng người ta thay tên tàu Fanny. Tài công thuộc thủy thủ đoàn lao kỹ các phần bằng đồng dưới chiếc giả lao. Fanny băng qua bến và đưa cho tài công chiếc vali nhỏ. Fanny cầm lấy, tình nhóc sâu xa. Tài công, cảm ơn, cái cây xinh đẹp. Fanny, nói đi, đừng hỗn hào. Tài công, nào bà Fanny, cái cây xinh đẹp không có ý nghĩa gì xấu. Trái lại, đó là một tình cảm ngưỡng mộ mà tôi bất chợt tìm được. Và thuyền trưởng, ông ấy đã sẵn sàng chưa? Fanny, rồi, ông ấy đi ôm hôn bà của mình, và ông ấy sẽ đến ngay. Mọi thứ được trang hoàng kỹ rồi chứ. Tài công, dần thưa bà Fanny, tôi đã lau chùi mọi chỗ, quét tước mọi chỗ, lo đủ hết, thậm chí tôi đã lau những chỗ làm bằng đồng. Chưa bao giờ tàu Fanny của chúng ta đẹp hơn thế, không muốn xúc phạm đến bà. Những chiếc tàu cũng sạch như bà vậy, chỉ còn thiếu một tay quay, đúng điểm nhạy cảm và hốc, chạy hết hơi. Nàng ngồi lên tàu, Fanny. Cậu biết hai người đi đâu không? Tài công, đi về hướng Tây. Chúng tôi đi đến mũi ở phía Tây, về phía châu ấy. Fanny, nhưng đến cảng nào? Tài công cương quyết, chuyện đó thì tôi không biết. Fanny, cậu biết nhưng cậu không muốn nói cho tôi biết. Tài công thất vọng vô cùng. Bà Fanny,
Nếu tôi biết chúng tôi đi đâu, thì cầu Chúa lòng lành đè bẹp tôi ngay lập tức, khiến tôi tiêu đời ngay. Nếu phải nói với bà, thà tôi trở lại đi đánh giặc. Fanny, nhất là cậu đừng làm vậy. Tài công, không, tôi không làm vậy đâu. Tôi đã từng 13 tuổi, nhưng đó là một cách nói. Dạ hung hăng, bà Fanny à, trên nấm mộ của cha mẹ tôi, trên những gì thân thiết nhất với tôi trên đời, tôi thề với bà rằng tôi không biết nơi mà chúng tôi sẽ đi. Bà có tin tôi không? Fanny, được, tôi tin cậu. Tài công, vậy thì bà đã lầm rồi. Chúng tôi đến Palava Leflo, nhà một người bạn của Cesario. Fanny, vậy tại sao con nói dối? Tài công, không gì cả, cho vui thôi. Fanny, và cậu không xấu hổ khi cho lời thề giả trên mồ mả của cha mẹ mình sao? Tài công, triết lý, không nổi họ đã chết rồi, còn có gì tệ hơn xảy ra với họ chứ? Chúng tôi đi Palava. Fanny, cậu có chắc không? Tài công, bà Fanny, dù sấm sét có đánh tan tôi hay ống tẩu này, có đầu độc tôi hay tôi mất hết ảo giọng. Fanny, đừng nhọc công nữa, đó là chuyện cậu sắp làm. Cậu hãy gọi điện thoại cho tôi cứ 2 ngày một lần. Tài công, được. Fanny, cậu sẽ cho tôi tin tức của con trai tôi. Tôi không yêu cầu nó làm điều đó để không làm phiền nó trong dịp hè. Cậu hiểu chứ? Tài công, dần tôi hiểu bà. Không cần nói với cậu ấy rằng tôi điện thoại cho bà. Fanny, không cần làm vậy. Cậu sẽ nói với tôi nó làm gì. Tôi không thể đi theo nó vì còn cửa hàng. Nhờ cậu, tôi coi như mình ở bên nó. Tài công, đúng hoàn toàn thưa bà Fanny. Tôi sẽ nói cho bà biết cậu ấy gặp ai, những cuộc đi câu, và nếu cậu ấy gặp những phụ nữ đẹp, cũng phải nói cho bà biết à. Fanny, dĩ nhiên rồi, cậu biết đấy, nó còn rất trẻ. Cậu có biết Melina không? Tài công, là cô gái năm ngoái à? Fanny, phải, nếu cậu thấy cô ta ở gần đó, hãy báo cho tôi biết ngay. Tài công, chuyện đó bà có thể tin ở tôi. Tôi biết cô ta, đó là một con điếm luôn tìm cách mồi chài người ta. Fanny, chính xác, hãy nói điều đó với Cesario. Và nếu cậu thấy cô ta ở Palava, hãy báo cho tôi ngay lập tức. Tài công, hãy tin tôi, coi chừng cậu ấy kia rồi. Thật vậy, Cesario mặc trang phục thể thao, đang đi trên bến. Tháo dây neo, con tàu đã ở trên biển. Trên bon tàu, Cesario cầm cần bánh lái, cậu chúi mũi mạnh vào sườn tàu và vào trong một dũng bờ đá nhỏ gần mặt Tigre, không có ai cả. Tài công, là ở đây à? Cesario, không, không phải ở đây, nhưng tôi có chuyện cần làm. Cậu để chiếc tàu trôi đến một bãi biển nhỏ, rồi cậu bỏ dài ra. Tài công, cậu muốn tắm à? Cesario, không chút nào. Cậu mở hộp dụng cụ ra, lấy ra một bảng hiệu trắng men, trên đó ta đọc được là Pescadu. Tài công, cậu tính làm gì? Cesario, mình sẽ tháo bảng tên tàu, thay vào đó để tấm bảng này lên. Tài công, cầm tấm bảng, Le Pescadu, đó là một cái tên đẹp, cậu đổi tên tàu à? Cesario, tạm thời thôi, mình sẽ để lại tên kia khi trở về. Cậu nhảy xuống nước, cầm một chiếc tuột Nevis trên tay và bắt đầu tháo ốc vít tấm bảng mang tên Fanny. Tài công, tôi không tò mò và tôi không đặt câu hỏi cho ai hết, nhưng tôi muốn biết chúng ta sắp làm gì. Cesario, trước hết chúng ta hãy nói về điều cậu sắp làm. Tài công, tôi, Cesario, phải, cậu. Tài công, không phải cũng làm như cậu sao? Cesario, không, cậu sẽ ăn trưa ở Palava. Tài công, cậu cho tôi lên bờ à? Cesario, trong 8 ngày, cậu sẽ đến nhà ông Roma, biệt thự Hoàng Yến và đưa cho ông ấy lá thư này. Tài công, và mấy con Hoàng Yến đậu ở đâu? Cesario, tôi không biết gì về chuyện đó, địa chỉ ở trên bao thư. Cậu chỉ đưa cho người qua đường đầu tiên xem, cậu hiểu chưa? Tài công, dần, rồi sau đó? Cesario, và 2 lá thư nữa cho mẹ tôi, cậu bỏ thư vào văn phòng bưu điện Palava, không phải ngay lập tức, dĩ nhiên, bức thư thứ nhất gửi vào ngày mai. Tài công, là bức thư nào? Cesario, bức mà tôi đã gạch dưới chữ mặt say. Tài công, được, còn bức thứ hai? Cesario, khi tôi điện thoại cho cậu. Tài công, và cậu gọi điện thoại cho tôi ở đâu? Cesario, ở khách sạn cây cọ, nơi cậu sẽ xuống. Đó là một khách sạn nhỏ ở bến cảng. Đây là 800 quan. Tài công, nghe này, tôi thích nói ngay lập tức rằng mẹ cậu đã giao cho tôi canh chừng cậu và gọi điện thoại về kết quả rình mò của tôi. Cesario, tôi đã tiên đoán rồi. Tôi đã chuẩn bị các câu trả lời. Đây là 3 câu có đánh số. Cậu chỉ cần học thuộc trước vì tôi đã hình dung những câu hỏi của mẹ. Tài công,
Bà hình dung rằng cậu sẽ qua vài ngày với một á gà mái với Melina. Tôi cũng vậy, tôi hình dung điều đó vì cậu có vẻ bí mật với tôi. Cesario, không, cậu yên tâm đi, không phải là Melina. Tài công, cô ấy đẹp không? Cesario, tuyệt vời. Tài công, cậu sẽ cho tôi gặp cô ấy chứ? Cesario, không bao giờ. Tài công, tôi muốn nói là xem hình thôi. Cesario, có lẽ một ngày nào đó, sau này, tôi sẽ trở lại đón cậu trong 3-4 ngày nữa, có lẽ lâu hơn. Tài công, cứ ở lâu như cậu có thể ở được, đừng lo cho tôi. Trong khách sạn đó, chắc phải có một nhân viên nữ chứ. Cesario, nằm sau chị hậu phòng. Tài công, vậy là có chuyện làm rồi. Dạ rồi, có phải cậu đánh dài ở khách sạn đó vào ban đêm không? Cesario, đương nhiên. Tài công, ôi nhân danh Chúa, nếu tôi biết thì tôi đã mang dài theo rồi. Cesario, cậu không có dài sao? Tài công, không, tôi có một bộ đồ thợ cơ khí rất bảnh, nhưng không có dài, chân đất thì giống hải quân ơn. Đúng là tôi có thể mua vì cậu đã cho tôi cả một gia tài. Tàu buộc neo. Vậy là tàu đã cập bến ở cảng nhỏ Palava. Tài công nhảy lên bến, anh mặc một bộ veston nhưng đi chân trần. Tàu rời xa cảng, ở bậc thang phía sau, tài công hét lên. Khi cậu dừng lại, đừng quên khóa xăng. Chúng ta có một bộ chế hòa khí không biết rò rỉ. Tàu ra khỏi cảng và đi về phía đông.